Chào tất cả anh em, mình quay lại với con đu bông lai một phong cao vân kim cương mạ bạc. Tình trạng là hàng đã qua sử dụng, con này thì không còn hộp nha, chỉ còn mỗi bật lửa thôi, còn rất là đẹp đẹp lung linh luôn, không cấn móp gì hết. Hình ảnh chi tiết và giá bán mình để trong phần mô tả nha. Cái góc đẹp không có cấn móc. Vít còn sáng đẹp nha, không có bị nổ dâm dâm này gì hết nha. Rồi mình kết thúc video tại đây. Chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những video sau. Bye bye.